Cô ở trong Sài Gòn. Vâng, cô cứ nói nha. Sáng nay cô cũng theo dõi cái chuyện của bà cụ Lan á. Cô cũng rất bức xúc, nhưng mà tại vì cũng bận quá nên có thể con cái mặt cô nói chuyện với con có thể đăng lên ha. Rồi, ok. Cô nói thẳng về cái cậu Đạt á, cậu Đạt đến rồi á. Cậu là một người gọi là điêu, nó thẳng luôn điêu qua ma ranh á, chứ không phải là đơn giản đâu. Một người mà đứng ra làm một công ty mà đi vô đi, khi mà cái câu chuyện của bà Loan phát lên đó là cậu ta cố tình đi vô đó để câu view thôi, rồi làm ra rẻ bỏ ra một, nhưng mà cậu ta thu lại tới 10. Mà cậu ta tưởng ta là ta lừa gạt được ai chứ lừa gạt cộng đồng mạng, nhưng mà cũng phải 10 phần thì cũng 70 người ta khôn chứ người ta đâu có ngu. Tại vì có những người dân ở trong cái thôn đó là người ta thật thà quá, người ta nghe được cái lời tuyên đoán của cậu ta á, thì mọi người đều hân hoan nên đó là mà chúc mừng này nọ, chứ đây cô xem qua cô biết là người xạo rồi. Không có cái chuyện mà ai xuất ra 3 tỷ mà để cho, dù nó cái đi làm từ thiện thiệt, nhưng mà cái từ thiện của nó cũng có một cái vấn đề ở trong đó là để nó câu view, nó câu thì nó lấy được cái số lượng khách người ta biết đến cái chỗ của nó làm thôi, chứ không phải là nó tốt lành gì đâu. Nó thật, có trên cô nói thật với con á, cô nhìn là cô đã hiểu từ đầu luôn. Cô cũng vô từng bình luận với con á, clip cô của cô là Kim Dung Phạm đó. Cô nói thật với con hả, cô coi mà cô ấm ức trong lòng lắm. Mấy cái kỹ như những người ở trong thôn người ta thật thà quá, người ta nghe được như vậy người ta quý quá, người ta tung hô thôi, chứ ở đây người dân ở Sài Gòn người ta coi người ta cũng thừa hiểu hết. Một người mình là một, nó là chẳng qua từ thiện kinh doanh thôi. Cái từ thiện đó là nằm qua bên thiệt kinh doanh thôi, chứ đâu phải nó lại gì. Và hôm nay là nghe nói là hâm he người này nọ, trời ơi, rồi tự nhiên cái lên đại diện cộng đồng mạng ở đây có ai lên tiếng nói nhờ cậu á hả mà xin lỗi giùm cái con đó không? Đâu ai, đâu ai có đâu. Đúng rồi, đâu ai mà làm mấy cái chuyện mà ấy, người ta coi thì ta xem đấy, nào đúng người ta ủng hộ, không đúng thì thôi, mất mới gì mà phải đi xin lỗi cái con đó. Cái luật là con dâu mà đã chiếm đoạt, ví dụ cha mẹ như cô nè, cô cũng cho con trai cô, chứ cô đâu có cho con dâu, mà tại sao mà con dâu được quyền lấy cái miếng đất đó sang qua cho mẹ mình? Đó là cái chuyện đó là gọi là lừa đảo để chiếm đoạt đó, chứ không phải đơn giản đâu. Sống mà không ai mà con dâu nào mà như vậy hết trơn á. Nhất là ở ngoài miền Bắc cô hiểu á, phong tục người ta rất là khó khăn, không phải đơn giản đâu. Người miền Nam mình còn đơn giản, dễ, ở trong đây là dễ một chút. Phải không? Người ta không có ấy, cho người miền Bắc phong tục khó lắm. Cô, ông xã cô cũng người Bắc mà. Cô biết. Mà cái kiểu này là tự nhiên như vậy là nhìn sơ qua là biết con dâu đó là lừa đảo rồi. Đã vậy mà nó đã sai. Khi mà nó bước vô chỗ bà cụ là cô câu từ đầu nha, là nó tuyên bố tự nó ấy thôi, chứ bà Loan thì bà chỉ ngồi đó bà tâm sự, bà kể có hoàn cảnh tịch của bà là như vậy, phải không? Chứ đâu phải là bà đâu phải bà cậu ơi cậu làm ơn cậu giúp tôi, cậu cho tôi tiền để tôi lấy lại miếng đất. Tự nó hùng hồ lên rồi tuyên bố là sẽ lấy lại đất cho bà, không được thì nó sẽ mua lại cho bà. Rồi cái qua ngày sau cái nít nó lên cái bảo là hoặc đạt quay xe là bây giờ là mua nhưng mà để cho bà ở cho thuê cái giá không đồng đó. Trời ơi, chính nó rồi sao tự nhiên nó gọi cho cái con đó là cô. Thường cái ngày mà cô coi cái clip nó gọi, nó nói mấy câu đầu là cô nó đầu là cô nó đón rồi. Rồi cái thằng này là nó
nó sẽ nghiêng về bên kia rồi. Tại vì nghe con này nó nói có lý quá mà, nhưng mà nó không có đi sâu vào vấn đề, nó không có, nó mặc dầu nó có cái đầu kinh doanh thiệt nhưng mà nói về đạo lý đạo nghĩa này nọ nó không có đi sâu, nó không có đi sâu. Rồi mẹ con, mẹ nó cũng vậy, mẹ nó là nói cộng đồng mạng mà nói thế này thế nọ thì sẽ bị nghiệp quật này kia đủ thứ hết đó nha. Trời ơi, người ta có nghiệp quật hay không á là ông trời định, cái bà của kiểu đó cũng không mà không có ăn nhầm gì với cộng đồng mạng, nhưng mà cái miệng của bà đi làm, giờ mẹ con đi làm từ thiện mà cái tâm á hơn thua quá thì từ thiện có đâu đâu có được cái gì. Nói thật chứ con á, con làm một một 100 lần từ thiện, 1.000 lần từ thiện mà chỉ cần con làm sai một cái ấy là cái nghiệp của con nó đã mất tiêu tan hết rồi, Dạ. đúng không con? Dạ đúng Cô rồi. nói thiệt, cô xem mà cô nói cô cũng bức ức lắm, bức ức mà mình ở xa mình cũng không làm gì được, nhưng mà cũng không biết nói gì bây giờ, chỉ biết những ai mà cũng là biết cách hỗ trợ giúp bà Loan để mà đưa ra truyền thông này để mà cho mọi người đều hiểu biết ra, thì cô biết cô có nào đúng thì cô vô cô liên cô ủng hộ vậy thôi, chứ bây giờ mình cũng đâu làm gì được. Nhưng mà tức mình phải nói để cho con người của nó biết chính nó là người là vô đó nó làm sai, mà bây giờ nó lại lại là đi hô qua qua người ta, hô quán người ta là để người ta là lừa gà là nói dối thế này thế kia. Còn cái chuyện ba cô con gái á, cô nói thẳng với con, tại mấy cô đó rất là hiền á, nhà cô nè 5-7 người con gái nè, chỉ có 2 thằng con trai thôi, mà giờ miếng đất nó không có là bao nhiêu, chỉ có 1.000 mét vuông thôi, thì cũng phải chia đều ra hết chứ Đúng không rồi. phải mà cứ một mình con trai mà hưởng hết gì đâu. Mà con gái người ta hiền, người ta không lên tiếng, người ta không nói, mà để đụng chuyện về cha mẹ người ta, dĩ nhiên người ta phải xót ruột chứ, đúng không con? Ví dụ như còn chưa nói là mẹ cha nó ấy rồi sao, mẹ cha nó mà gặp kiểu như vậy rồi thử coi nó là nó có xót ruột không. Ăn nói họ chỉ biết nghĩ lời thôi, chứ còn nghĩ là mình là giám đốc rồi nọ, mà lời nói của mình là trên cả, không có đâu, người ta nhìn vô người ta hiểu chứ. Cô nó thẳng, cô nhìn gương mặt nó, mặc dầu cô biết nó đi đi làm từ thiện nhưng mà cô không có phục, cô thẳng cô không có phục, không có để một người là từ thiện nhìn vô là người ta có cái tâm là biết liền à con. Cô nói thật á, không phải làm thiện là phải có cái tâm làm thiện, mà không cái tâm mình nữa hả, mà đi đi đi, đi hại một là trở ngược lại với một bà già như vậy, hai tay trắng hai hai tay không có gì hết, mà mình là một người đi làm truyền thông làm từ thiện mà mình đi quật ngược lại một người già sức yếu như vậy, rồi bây giờ lên lan truyền nói tùm lum tà la, nói tầm bậy tầm bạ, nói dối ra thêm không à, gây ra cái sự mà phẫn nộ cho người dân, người ta không, những người người ta không hiểu biết thì người ta sẽ rất là giận bà Long, đúng không? Đúng rồi. Còn mà cái người hiểu biết như cô nè, thì con á, ngày đầu tiên nó vô là cô nhìn là cô đã biết rồi cái sự mà nó tuyên bố lên thôi, chứ còn lúc đầu thì cô không có nghĩ vậy, ta cũng đang xem thôi, nhưng mà khi mà nó tuyên bố lên nó cho bà 3 tỷ là cô nghĩ nó không có rồi, chuyện này không vô lý à, biết là nó xong rồi. Cô mới qua cái clip, qua qua bên cái trang của nó, cô coi thử á, cái sự từ thiện đó là cô thấy nó phỏng vấn mấy người người bà già này nọ, là cô biết là người nó là nó câu view rồi, nó không có phải này câu view để số lượng khách người ta biết đến cái chỗ 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 làm chỗ mà cơ sở của nó thôi, nó xử con lại vậy chứ không phải là đơn giản mà trời ơi, tự nhiên tấm lòng của nó là tốt Bồ Tát vậy. Nó đâu phải là Bồ Tát, Bồ Tát đâu mà ai mà lúc mà người ta tin nó cho là Bồ Tát đạt là Bồ Tát, trời không có đâu, nó hả nó ăn trên đầu người ta nó mới có cửa nó vào vậy, nó ăn mà dưới người ta không có đâu. Trời, cô dân ở Sài Gòn, cô người ở Sài Gòn.